Thì Lan sẽ đập hộp chiếc iPhone 14 Pro Max để tháo hết máy ra, thay hoàn toàn bằng vàng nguyên khối và kim cương. Wow, một chiếc iPhone 14 Pro Max màu đen. Tại sao Kỳ Lân chọn màu đen? Bởi vì Kỳ Lân muốn sự kết hợp giữa vàng hồng Blue Gold phản chiếu vào màu đen này để tạo nên một cái sự đổi màu lấp lánh trên bề mặt sau của chiếc điện thoại iPhone. Và bây giờ Kỳ Lân lột luôn và khởi động lên. Quả táo khuyết đang dần dần xuất hiện. Đây, điểm nổi bật nhất trên màn hình của chiếc iPhone 14 Pro Max đây là cái chỗ này. Hình ảnh màu sắc nó lộ lên màu ánh tím. Tháo ốc cái đẹp men trên chiếc A16 ra, chúng ta sẽ thấy được đây chính là chiếc